cho các bạn ở trên group YouTube của mình luôn nha. Hôm nay đi quay cảnh bắt chuột đồng nè các bạn. Chuột thì ít mà người ta thì nhiều các bạn ơi. Cho nó dập đi. Tiếp tục coi. Dừng lên kìa. Có mồi nhậu rồi, có mồi nhậu rồi các bạn ơi. Thêm con nữa nè. Con hả? Hai con. Chụp lứa nó mở chụp bự ha. Hai con các bạn. Đó. Quá đã. Mùa này ít chuột quá hết ơi. Không chuột nhiều quá. Trùm nốt máy luôn các bạn ơi. Mình xem hay cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nha các bạn. Trùm không có, đỡ lên em luôn. Trùm thấp luôn.